3697, lấy một địch ba. Đại tự tại vô lượng cấp độ tu sĩ giao phong, căn bản không cần cận thân, dù là cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, cũng gần như gang tắc, thật đến cận thân giao thù thời điểm, hẳn là hung hiểm tới cực điểm, hơn phân nửa phòng ngự thủ đoạn đều mất đi tác dụng. Lôi tổ cùng phi mã vương, còn tại bên ngoài mấy chục vạn dặm, nhưng thả ra thần lực và quy tắc thần văn đã hóa thành hai mảnh khí vân xung kích tại trên thân Trương Nhược Trần. Khí vân lại như hai mặt thiên địa thần tường, đạo ẩn cùng lực hủy diệt cùng tồn tại, không thể đánh xuyên, Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được. Cùng so sánh với lúc trước cùng Triệu Công Minh quyết chiến, Lôi tổ càng mạnh, hiển nhiên Phượng Thiên chảm hắn một nửa thần khu sở thụ thương thế đã hoàn toàn khôi phục lại. Mà Phi Mã Vương khí tức không thua Lôi tổ, đồng thời phát ra bất diệt vô lượng ma khí. Khoảng cách khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đã không xa. Bên trong quy khư, tất có dị bảo, bằng không bọn hắn tu vi sẽ không khôi phục được nhanh như vậy. Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra ý niệm như vậy, nói cho cùng, thật muốn so cảnh giới, Trương Nhược Trần chỉ là đại tự tại vô lượng trung kỳ. Dù là có vô cực thần đạo, cửu đỉnh vân vân thủ đoạn nghịch thiên gia chi, cũng chỉ có thể cùng Lôi Tổ hoặc Phi Mã Vương một trong hai bất phân thắng bại. Đối mặt ba đại cao thủ giáp công, sợ là nhịn không được 10 cái hô hấp, liền muốn trọng thương, lôi tổ cùng phi mã vương hiển nhiên là nhìn đúng điểm này. Cho nên dù là bên trong quy khư có phượng thiên cái này to lớn uy hiếp, cũng không có lập tức đào tẩu, mà là lựa chọn đối phó Trương Nhược Trần, gửi hy vọng bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn trọng thương sau đó cầm nã. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Trương Nhược Trần cấp tốc suy nghĩ tình thế cùng phá cục chi pháp. Đáng tiếc, Phượng Thiên tại bên trong quy khư tựa hồ tao ngộ đại phiền toái đến bây giờ cũng không thể từ bên trong đuổi theo ra đến ngược lại hư cùng hướng bên trong quy khư tiến đến mà tu thần thiên thần thì là bị lôi tộc chư thần liều chết ngăn chặn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đến đây viện trợ trương nhược trần trương nhược trần nếm thử không gian đại na di nhưng là bị lôi phạt thiên tôn lôi đạo chúa tể lực lượng cùng lôi tổ đối vùng biển này tuyệt đối lực khống chế ngăn chặn chưa thể thành công thế là chỉ có thể khai thác thứ hai sách lược hoa trong chớp mắt trương nhược trần xâm nhập quân tôn giả diễn hóa ra thời gian thần hải vô tận kim sắc kiếm khí từ bên trong tiểu dương thần sơn bay ra trong ba người quân tôn giả tu vi thấp nhất cùng trương nhược trần là cùng cảnh giới chỉ có đại tự tại vô lượng trung kỳ trương nhược trần có lòng tin tuyệt đối mấy tức bên trong đưa nàng đánh tan quân tôn giả lần này chuẩn bị đầy đủ càng có trùng thiên hận ý muốn báo mối thù chém đầu vừa rồi trực tiếp thiêu đốt thể nội thần linh vật chất lấy tự tồn phương thức, cưỡng ép nâng cao chiến lực, thả ra khí tức cấp tốc tiếp cận đại tự tại vô lượng đỉnh phong. Nàng thi triển thần thông, trước người kết xuất một đạo mai rùa hình thái thuận ấn. Bành bành, kim sắc kiếm khí đánh vào mai rùa thuận ấn, đem quân tôn giả chấn động đến từng bước một lui lại. Trương Nhược Trần cầm trong tay vĩnh hằng chi thương, toàn thân thần khí vận chuyển, trùng điệp một thương đánh rơi xuống dưới, mũi thương sắc bén, tuôn ra thời gian trật tự chi lực, bành quân tôn giả vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu phòng ngự thần thông này. Bị trương nhược trần một thương liền xuyên phá, mai rùa thuận ấn chiên năm xẻ bảy, đại bàng thuận gió, nguyên hội thiên sát, quân tôn giả ỷ là cổ chi tàn hồn trở về. Các loại thần thông hạ bút thành văn, một mạch đều hướng trương nhược trần đánh tới, nghĩ ngăn cản vĩnh hằng chi thương. Trương Nhược Trần biết rõ bị lôi tổ cùng phi mã vương hợp kích sẽ là cỡ nào thảm liệt hạ chàng. Mày may đều không bảo lưu bốn đỉnh lần lượt từ quanh người bay ra đánh vỡ quân tôn giả diễn hóa ra thần thông đụng xuyên nàng hộ thể thần quang cùng thần cảnh thế giới đỉnh thứ hai liền đem quân tôn giả đánh cho miệng phun máu tươi đỉnh thứ ba trực tiếp đưa nàng thần khu đánh cho vết rách vô số cả người xương cốt đoạn mất hơn phân nửa đỉnh thứ tư rơi xuống quân tôn giả chiên năm xẻ bảy thụ trọng thương theo đạo lý lúc này dùng bốn đỉnh là có thể tùy tiện trấn áp quân tôn giả thân thể tàn phế. Đem vị này đã từng là thời gian thần điện điện chủ bắt sống. Nhưng, lôi tổ cùng phi mã vương sao lại cho hắn cơ hội kia. Chuyển thế ma luân, theo phi mã vương khẽ kêu tiếng vang lên. Một chiếc ma luân cấp tốc xoay tròn. Đã là tồi khô lạp hủ đánh xuyên thái cực tứ tượng đồ ấn. Thẳng hướng trương nhược trần chân thân mà đến. Trương nhược trần trong lòng biết. Bị quân tôn giả ngăn cản trong nháy mắt này mình đã mất đi sau cùng thoát thân cơ hội. Chúng ta lại gặp mặt, phi mã vương, là ta đưa ngươi tỉnh lại. Vậy liền để ta tới đưa ngươi một lần nữa chân áp. Trương Nhược Trần tuy biết mình tuyệt không có nửa điểm cơ hội thủ thắng. Nhưng khí thế bên trên, lại không thể yếu mảy may. Đến làm cho đối thủ biết được, muốn đối phó hắn Trương Nhược Trần. Mình cũng phải bỏ ra một cái giá không nhỏ, cân nhắc lợi hại phía dưới. Có thể để lôi tổ cùng phi mã vương biết khó mà lui trương nhược trần đâm ra vĩnh hằng chi thương mũi thương quyền tàn vân nuốt biển cả tinh chuẩn đánh chúng chuyển thế ma luân trung tâm một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình thành kinh khủng ma đạo lực lượng nghiền nát vĩnh hằng chi thương thả ra thời gian lực lượng truyền đến trương nhược trần trên thân trương nhược trần chỉ cảm thấy thiên địa đều xoay tròn mình bị kẹp ở giữa thiên địa ma bàn dù là toàn lực ứng phó đối kháng thân thể cũng tại một chút xíu vặn vẹo oanh trương nhược trần dưới chân một mảnh thần thổ phóng xuất ra, định trụ xoay tròn thiên địa, bốn đỉnh cùng tứ tượng đem kết hợp, cùng chuyển thế ma luân trùng điệp đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, phi mã vương cùng trương nhược trần đồng thời hướng về sau rút lui ra ngoài. Kéo ra ngàn dặm khoảng cách, nước bên trong thần hải, tại sau lưng hai người bọn họ văng tung tóe không ngớt. Phi mã vương một đầu tóc đỏ phiêu giật, tại trong gió tung bay, trong lòng kinh ngạc, nói, vốn cho rằng ngươi cùng mộ dung thái lai trận chiến kia, đúng như theo lời đồn đại là được hạo thiên cho mượn thần lực. Hiện tại xem ra, người trong thiên hạ đều xem thường ngươi trương nhược trần, đây mới thực là chư thiên cấp chiến lực, xem tu thần thiên thần sức mạnh bùng phát. Hiển nhiên đồng hồ nhật quỷ đã có thể trèo chống đại tự tại vô lượng thần linh tu luyện. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong, cũng là không khó lý giải. Lôi tổ đương nhiên coi là. Trương Nhược Trần Tu Vi đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong. Dù sao thủy tổ cũng không thể tại đại tự tại vô lượng trung kỳ tiếp được phi mã vương đối cứng một kích kia. Cùng cảnh giới, cũng không có khả năng tại trong khoảnh khắc, liền đem quân tôn giả đánh cho thần khu chia năm xẻ bảy Không có người có thực lực này, Trương Nhược Trần triệt để lâm vào bên trong vây khốn, một phía khác quân tôn giả, đã một lần nữa ngưng tụ ra thần khu, Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, nói. Phượng Thiên lúc nào cũng có thể đuổi theo ra đến. Các ngươi không lập tức trốn chạy, vẫn còn tới đối phó ta, lại ngu xuẩn đến nước này sao? Lôi tổ cười nói, ngươi cho rằng, chúng ta là bị Phượng Thiên truy sát, mới thoát ra quy khư. Ngươi sai, chúng ta chỉ là muốn tránh đi bất diệt vô lượng cấp độ chiến đấu. Người khác không biết Phượng Thải rực đến cỡ nào quan tâm ngươi. Bản tọa lại biết, chỉ cần đưa ngươi cầm nã, nhất định để tha nàng đại loạn, lại không cách nào ra oai trương nhược trần tùy tiện một câu liền thăm dò ra bên trong quy khư tình huống trong lòng không khỏi hiếu kỳ không thôi đến cùng là dạng gì nhân vật lại có thể cùng phượng thiên đấu pháp lôi tổ coi là trương nhược trần bị mình ảnh hưởng đã tâm thần có chút không tập trung thế là bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này hóa thành một đầu lôi điện quang hà đánh vỡ trương nhược trần quy tắc đạo pháp phòng ngự đến trước người hắn ngũ chảo bóp chảo thẳng dò xét trương nhược trần dưới bụng huyền thai phi mã vương thi triển ra đại ma thần quang mạnh nhất thần thông ngàn linh huyết sát ma sát chi khí ngưng hóa thành từng cây xiềng xích từ bốn phương tám hướng thậm chí bao gồm thần hồn tinh thần nhiều cái chiều không gian hướng trương nhược trần bay đi yên tĩnh chi giả quân tôn giả trong miệng ngâm sướng thi triển ra thời gian thần thông khiến cho trương nhược trần quanh người thời gian trở nên đến gần vô hạn cấm chỉ khóa lại hắn hành động lực lôi tổ tốc độ cơ hồ siêu việt trương nhược trần suy nghĩ thời gian nhưng trương nhược trần ý thức chiến đấu sớm đã đạt tới cấp độ dĩ tiên tích địa tình trạng nói người trúng kế người dám xông nhập vào bên trong ta 18 tám trượng cho dù ngươi có chư thiên cấp chiến lực cũng đừng hòng toàn thân trở ra trương nhược trần dù còn không có tu thành bất diệt pháp thể nhưng nhục thân tuyệt đối có thể cùng lôi tổ phân cao thấp dù cho tu vi cảnh giới hai người kém đến quá xa trương nhược trần bắt lấy lôi tổ thủ đoạn không nhìn trên người hắn bạo phát đi ra lôi điện kiếp lực thời gian trật tự lực lượng từ bên trên vĩnh hằng chi thương tiêu tán ra hạn chế lôi tổ tốc độ lôi tổ tại cổ tay bị trương nhược trần cầm nã trong nháy mắt đó liền ý thức được không ổn chỉ cảm thấy thân thể bị đa trọng lực lượng hạn chế tựa như có ngàn vạn gông xiềng rơi vào trên người bành vĩnh hằng chi thương kích bên trong lôi tổ mi tâm nhưng lôi tổ cao minh đến cực điểm lấy thâm hậu tới cực điểm tu vi cảnh giới, dẫn toàn thân thần khí cùng quy tắc thần văn từ mi tâm tuôn ra. Đúng là khó khăn lắm đem vĩnh hằng chi thương ngăn trở. Hóa giải Trương Nhược Trần tất sát một kích này, lôi tổ mi tâm, chỉ vừa bị đâm vào nửa tắc, Trương Nhược Trần thầm kêu một tiếng đáng tiếc, lúc đầu một thương này, là có cơ hội trọng thương lôi tổ, đồng thời chém dụng hắn bộ phận thọ nguyên, khiến cho hắn chiến lực rớt xuống đỉnh phong, hiện tại, lại không dề có cơ hội khác không có thương tổn đến hắn căn bản, vừa đối mặt liền bị thương tích, Lôi Tổ trong lòng kinh hãi không thôi, vừa giận lửa trùng thiên, chỉ cảm thấy ném đi thiên đại mặt mũi. Cái gì? Lôi Tổ phát hiện Trương Nhược Trần vậy mà không để ý Phi Mã Vương đánh ra ngàn linh huyết sát, lại hướng hắn công tới, căn bản không kịp ngăn cản, Lôi Tổ bị Vĩnh Hằng chi thương kích xuyên tim, cùng lúc đó, ngàn linh huyết sát rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, tuy có bốn đỉnh hộ thể trương nhược trần vẫn như cũ miệng phun máu tươi cùng lôi tổ cùng một chỗ ném đi ra ngoài lôi tổ cùng trương nhược trần cùng nhau bay đi ra chiến thành một đoàn vô số lôi điện cùng thời gian ấn ký điểm sáng đan vào một chỗ oanh sau một lúc lâu lôi tổ bay ra ngoài lồng ngực bị đánh nát trên đầu xuất hiện rất nhiều tóc trắng thọ nguyên bị trương nhược trần chém tới vô số trương nhược trần cũng bị thương không nhẹ toàn thân huyết nhục cháy đen thất khiếu đều đang chảy máu trong đó một cánh tay chỉ còn bộ xương lôi tổ lôi điện lực lượng còn lưu lại tại bên trên trương nhược trần xương cánh tay trong thời gian ngắn không cách nào luyện hóa phi mã vương sao lại bỏ qua cơ hội này càng không khả năng cho trương nhược trần thời gian chữa thương nàng dẫn động không biết từ chỗ nào cướp đoạt đến thủy đạo cùng ma đạo áo nghĩa cùng quân tôn giả cùng một chỗ từ hai bên trái phải hai cái phương hướng đồng thời công hướng trương nhược trần oanh ngũ chỉ thần quang từ trên trời giáng xuống đem phi mã vương cùng quân tôn giả đánh bay ra ngoài phi mã vương toàn thân ma khí đều bị ngũ hành thần lực tách ra chật vật lui lại chờ kéo cự ly xa về sau mới nhìn rõ bên cạnh trương nhược trần xuất hiện một cái béo đạo nhân trương nhược trần một bên chữa thương vừa nói đạo trưởng không phải đi rồi sao nói bậy bần đạo làm sao có thể là tham sống sợ chết bỏ chạy đây là mưu kế bần đạo nếu không che giấu, bày cho địch thấy yếu, sao có thể đem bọn hắn từ trong quy khư dẫn xuất. Tỉnh đạo nhân rõ ràng, một bộ trí tuệ thông thái dáng vẻ, trương nhược trần nhục thân rất nhanh khôi phục lại, thể phách tráng kiện, hoàn hảo như lúc ban đầu. Nói, động thủ đi, tốc chiến tốc thắng, bên trong quy khư, sợ là còn cất dấu ca lớn, mà đúng lúc này, vờn quanh tại trương nhược trần quanh người kiếm đạo quy tắc. Xôi trào lên, xa xôi thiên ngoại, một đạo giống như là truyền khắp vũ trụ tiếng kiếm gieo. Tiến vào Trương Nhược Trần ý thức hải, rốt cục xuất thủ, Trương Nhược Trần hơi khẩn trương, biết được hư thiên rốt cục bổ ra vận sức chờ phát động kinh thiên một kiếm. Một kiếm này, cực kỳ trọng yếu. Hết chương 3697 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.